Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vào giải bài tập trang 86 sách khoa toán 7 tập 1 của chúng ta các bạn nhé. Vậy bây giờ thầy sẽ hướng dẫn từ bài 11 đến bài số 14 nào. Ở bài 1 của chúng ta điền vào chỗ chấm trong các phát biểu sau. A. Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng như thế nào? Đúng không ạ? Hai đường thẳng A và A phải qua bao nhiêu kia là cho trước một điểm A và một đường thẳng D phải đi qua A và qua góc D. Được chưa? Thế bây giờ đề bài ta nói rằng là điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau. Được chưa? Vậy thì ở đây các bạn sẽ lưu ý như sau, ta có này. Bài 11 của chúng ta câu A này. Hai đường vòng góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau. Được chưa? Hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành một góc vuông. Hai đường thẳng góc với nhau là hai đường thẳng cắt nhau và tạo thành một góc vuông. B của chúng ta, hai đường thẳng A và A phẩy vuông góc nhau được ký hiệu là A góc với A phẩy. Câu C, cho trước một điểm A và một đường thẳng D. Đường thẳng D phải đi qua A và đường thẳng cho trước một điểm A và một đường thẳng D. Được chưa? Chấm. Kẻ đường thẳng. Kẻ đường thẳng đi qua A hoặc là vẽ. Được chưa nào? Vẽ đường thẳng đi qua A. Và một góc với D. Ok, thì mình họa luôn như sau. Đây, thầy sẽ có là đường thẳng D. Được chưa nào? Đây là điểm A. Vậy thì bây giờ đường thẳng D phẩy. D phẩy là đi qua A này. Vào góc với D này. Được chưa? Đấy. Thì đó là bài số 1 của chúng ta. Bài số 12 nào. Trong hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ. Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau. Đúng. Câu A của chúng ta là đúng. Câu B, hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc sai. Ví dụ bây giờ hai đường thẳng cắt nhau này, đây là A này, đây là B này, góc này bằng 30 độ này, thì nó là không vuông góc với nhau. Được chưa? Đây. Đó là bài số 12 của chúng ta. Bài 13 chúng ta nào. Vẽ một đoạn thẳng AB. Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy hoặc là trên giấy mỏng. Được chưa? Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trục đoạn thẳng đấy. Vậy thì bây giờ các bạn cần chú ý A này, B này, được chưa? Đây. Sau đó chúng ta lấy điểm O là trung điểm nhé. Chúng ta gấp lại. Đấy, thì cái nếp gấp của nó như này. Thì đường thẳng D này nó chính là cái đường trục trực của đoạn thẳng AB. Các bạn sẽ làm như sau. Vẽ đoạn thẳng AB. Lấy O là trung điểm. Lấy O là trung điểm của AB. Sau đó chúng ta sẽ cái nếp gấp của chúng ta. Nếp gấp của chúng ta. Nếp gấp của chúng ta thì nó sẽ, tức là nếp gấp của chúng ta là tại O. Tại O. Và ở đây chúng ta phải gấp làm sao đấy để điểm B và điểm A trùng nhau. B và A nó chồng lên nhau. Được chưa nào? Hoặc là tôi dùng cái từ như nào. Ok, chồng lên nhau. Được chưa? Đấy, gấp lại. Đấy, chúng ta sẽ gấp lại như nào đấy. Điểm A và điểm B này nó chồng lên nhau. Thì lúc đó cái nếp gấp của chúng ta, nếp gấp nó sẽ trùng với đường trung trực của AB. Được chưa? Là gì? Đó chính là đó chính là cái bài số 3 của chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vào bài số 4 nhé. Bài 4 của chúng ta các bạn lưu ý như sau. Cho rằng CD
dài 3 cm, hay vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy được thế nào. Vậy thì bây giờ ta sẽ vẽ CD của 3 cm này. Đây, CD này. Thứ nhất, bước 1 là vẽ CD bằng 3 cm. Bước 2, lấy O là trung điểm. Lấy O là trung điểm của CD. Được chưa? Lấy O là trung điểm của CD. Chúng ta lấy O là trung điểm của CD. Vậy thì bước tiếp theo, chúng ta qua O, qua O, ta kẻ được thẳng D vuông góc với lại là CD. Được chưa? Thì lúc đó ta sẽ có là D nó sẽ là đường trung trực của CD. Được chưa? Đấy, thì đó là gì? Đó chính là bài số 14 của chúng ta. Được chưa nào? Ok. Thì đó, chúng ta đã hoàn thành xong cái phần bài tập của hai đường thẳng vuông góc. Bài tiếp theo thì chúng ta sẽ học là các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Được chưa nào? Thì đó là nội dung tiếp theo của chúng ta. Được chưa nào? Ok, chúng ta sẽ gặp nhau trong bài giảng tiếp theo nhé.